Liên quan tới bầu cử Campuchia, trong khuôn khổ cuộc họp báo diễn ra khách sạn Soka Phnom Penh ngày 24 tháng 7, các quan sát viên tới từ Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á ICAPP khẳng định tiến trình bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023 tại Campuchia đã diễn ra minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ và hòa bình. Các quan sát viên ICAPP cho biết họ đã thăm các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh, nhận thấy cuộc bầu cử được tổ chức đúng theo nguyên tắc và đảm bảo như lịch trình dự kiến. Các cử tri mọi lứa tuổi đều tham gia trong không khí vui tươi phấn khởi. ICAPP cũng đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia NEC khi đảm bảo được tính trung lập, minh bạch và công bằng với sự tham gia của các quan sát viên và tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Theo ICAPP, ban tổ chức đã đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn và an ninh, thu hút đông đảo cử tri tham gia với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao lên tới hơn 84%. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, trong trường hợp không tổ chức bầu cử lại và tùy thuộc vào việc có phát sinh đơn khiếu nại hay không.